Bọn mình bị mắc bẫy rồi. Hả? Xin chào các em. Các em ơi, tập trước các bạn của chúng ta đã tìm ra phương pháp để đối phó với con quỷ bóng tối. Đó là xương của khủng long bạo chúa. Nhưng vào thời điểm đó thì chưa có những nhà khảo cổ học, cho nên các bạn ấy không biết xương khủng long ở đâu mà tìm. Cloud đã đưa ra một ý kiến, đó chính là trở về thời hiện đại thế kỷ thứ 21 của chúng ta. Những em nào mà chưa xem những tập trước thì các em hãy gõ tìm kiếm phim hoạt hình Cô bé bán slime, số tập mà các em muốn xem nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem coi các bạn của chúng ta có thể trở về thế giới hiện đại hay không. Trở về thế giới của chúng ta? Hả? Trở về thế giới của chúng ta? Ý của bạn là sao? Mình không biết chúng ta có thể tìm thấy xương của khủng long vào thời này hay không nữa. Nhưng mà xương khủng long thì đầy ở thời của chúng ta đó. Trời ơi, sao ghê vậy? Có cái gì mà ghê chứ? Bạn mới nói là xương khủng long có đầy ở thời của bạn đó. Nhưng mà ở thời của bạn chắc mình sợ lắm. Ủa, sao bạn lại sợ? Thì có nhiều khủng long quá thì mình sợ chứ sao? Nhưng mà chúng nó bị tuyệt chủng rồi mà. Bị tuyệt chủng thì ở đâu mà bạn nói là xương khủng long nhiều đến vậy chứ? Thì nhờ những nhà khảo cổ học đó. Nhà khảo cổ học là ai? Nhà khảo cổ học là những người chuyên nghiên cứu về các sinh vật và hiện tượng đã từng tồn tại và diễn ra trên trái đất này. Họ là những người nghiên cứu về các loài khủng long và sắp xếp những bộ xương được tìm thấy dưới lòng đất đó. Thật là thú vị quá. Vậy chúng ta phải đến thế giới của các bạn thì mới lấy được xương khủng long mà. Tại sao chúng ta không tự tìm ở đây cơ chứ? Trái đất rộng lớn như thế này thì làm sao biết ở đâu mà tìm? Những bộ xương khủng long bị chôn vùi ở dưới lòng đất, chúng ta biết nó ở đâu mà đào lên chứ? Mà nếu như chúng ta có tìm được, thấy xương khủng long ở dưới đất, thì làm sao mà biết được đó là xương khủng long hay là xương của loài động vật nào khác? Nếu vậy thì làm sao mà những nhà khảo cổ học biết được chính xác đó là xương khủng long chứ? Ở thời của mình, khoa học rất là tiên tiến, có rất là nhiều cách để nhận dạng. Ví dụ như là kiểm tra DNA nè, hình dạng, kích thước, chụp hình X-quang. Nói chung là phải là chuyên gia thì mới có thể hiểu biết được và nhận dạng được đó. Nghe có vẻ khó quá. Vậy thì chắc chắn chúng ta phải đến thế giới của các bạn rồi mới có thể lấy được xương khủng long. Vậy thì chúng ta mau lên đường. Thế giới của bạn cách thế giới của mình bao nhiêu ngày đi? Nếu xa quá thì chúng ta có thể cưỡi ngựa. Mình không nghĩ là chúng ta có thể cưỡi ngựa vượt thời gian đâu. Asadi à, khoảng cách mà chúng ta phải đi bao gồm cả thời gian và không gian. Vậy chúng ta phải đi bằng cách nào? Mình cũng không rõ nữa, nhưng chúng ta có thể bàn bạc. Tại sao bạn lại không biết? Các bạn đến đây bằng cách nào? Đó là một tai nạn. Chúng mình đang ở nhà, bỗng nhiên có một tia chớp phát ra trên trời đó. Lúc đó trời mưa và sấm sét dữ dội luôn. Rồi đột nhiên chúng mình bị cuốn vào luồng ánh sáng và rớt xuống dưới cái tán cây ở thế giới này. Như vậy có nghĩa là các bạn không biết mình đến đây bằng cách nào? Không hẳn là như vậy. Chúng mình đã có mặt ở đó và biết được chuyện gì đã xảy ra. Mình nghĩ là chúng ta có thể lặp lại sự kiện đã xảy ra. Đúng đó, bây giờ chúng ta phải kể lại chi tiết những gì đã xảy ra. Có thế thì chúng ta mới lặp lại mọi thứ giống y hệt như là tai nạn đó. Lúc đó chúng ta đang ở trong nhà, trời mưa dữ dội. Rồi bỗng nhiên, sét đánh, một tia sáng phát ra, rồi chúng ta bị cuốn vào đó. Chẳng lẽ chúng ta phải đứng ngay chỗ nào có sét đánh à? Lỡ đánh trúng thì chúng ta chỉ có nước cháy khét. Cloud nói đúng rồi, sét rất là nguy hiểm, có thể gây chết người. Chắc chắn là có một điều gì đó đã xảy ra mà chúng ta chưa chú ý tới. Các bạn hãy nhớ kỹ đi, lúc đó các bạn đang làm gì? Mình chỉ nhớ lúc đó là chúng ta đang cãi nhau chứ không làm gì hết á. À, mình nhớ ra rồi. Lúc đó trong tay mình đang cầm một chiếc điện thoại.
Vì nhiệm vụ của mình là đăng hình lên Instagram cho shop, nên lúc đó mình vừa đăng ảnh vừa gây lộn với các bạn đó. Chắc chắn là cái điện thoại và năng lượng từ tia chớp đã tạo ra lỗ hổng thời gian, đưa chúng ta đến thế giới này. Hay quá! Như vậy thì chúng ta chỉ cần lặp lại mọi thứ một lần nữa thì sẽ được về nhà rồi. Mình nhớ nhà quá, nhớ ly trà sữa nè, nhớ phô mai que, nhớ bánh tráng trộn nữa. Cloud à, tập trung đi, chúng ta đang lên kế hoạch để đánh bại con quỷ bóng tối mà. Mình xin lỗi, mình quên. Các bạn ơi, mình nghĩ là chúng ta không nên cố gắng tạo ra lỗ hổng thời gian ngẫu nhiên ở bất cứ nơi nào. Vì các bạn thử nghĩ xem, nếu sấm chớp mà đánh vào chúng ta thì rất là nguy hiểm. Mày nói đúng đó, lỗ hổng thời gian thì chỉ xảy ra ở một nơi nhất định thôi. Và đó chính là căn phòng ở nhà của Cloud và tàn cây nơi mà chúng ta rơi xuống. Vậy thì chúng ta sẽ đi từ dưới tàn cây về lại phòng của mình. Vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ đi, không nên phí phạm bất cứ thời gian nào nữa. Bây giờ chúng mình thu dọn hành lý, đem ít đồ thôi, nhưng mà quan trọng nhất là phải đem theo điện thoại của Win. Vì nếu không có điện thoại của bạn ấy thì chúng ta sẽ mắc kẹt ở trong thế giới này mãi mãi đó. Đúng vậy, và thế giới này cũng không phải là nhà của các bạn, vì con quỷ bóng tối sẽ tàn phá tất cả. Lúc đó tất cả chúng ta sẽ trở thành nô lệ của nó nếu nó chiến thắng. Nhưng mình lo một điều. Bạn lo điều gì? Chúng ta ở đây cũng đã được một tuần rồi. Mình sợ điện thoại của Win bây giờ không còn pin nữa. Hết pin thì nó sẽ không hoạt động và chỉ là một cục sắt vô dụng mà thôi. May không có cần lo đâu. Lúc đến đây điện thoại của mình còn tới 40% pin, mà chỉ dùng để chụp hình cho Cloud. Sau đó thì tắt nguồn, cho nên chắc chắn là cũng phải còn ít nhất 20%. Vậy là chúng ta phải tìm đường đến tán cây đó. Đúng vậy, nhưng mà các bạn đừng có lo nha, tại vì mình có đánh dấu đường về gốc cây rồi. Vì mình biết thế nào chúng ta cũng phải trở lại cái gốc cây đó nếu muốn rời khỏi cái thế giới này. Ủa, bạn đánh dấu bằng cách nào? Mình học theo trong phim đó, nên đã gạch ký hiệu trên những gốc cây và sắp xếp những viên đá ở ven đường. Chúng ta phải đi ngay trong đêm nay trước khi con quỷ bóng đêm biết được. Đúng vậy, đi từ Afghanistan đi trở về Đại Nam cũng phải mất một tuần. Chuẩn bị nước uống đầy đủ thì phải đi qua sa mạc nữa. Chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận, nếu con quỷ bóng tối mà biết thì sẽ rất là nguy hiểm. Mình sợ là nó sẽ không cho chúng ta yên đâu. Cho nên trên đường đi chúng ta phải vô cùng cẩn thận và đi thật nhanh. Vậy thì nhanh lên, chúng ta mau thu dọn hành lý và lên đường thôi nào. Sa mạc này rộng lớn quá, mình sợ tụi mình sẽ đi lạc. Kim Tuyến và các bạn đừng có lo, mình rất là rành đường đi ở đây, các bạn cứ đi theo mình. Nắng và nóng quá, mình sắp chịu hết nổi rồi nè. Cloud ráng lên đi, may mà tụi mình có đem khá nhiều nước. Tụi nóng quá, tôi đói quá, có ai không? Có ai không cứu tôi với? Có ai không cứu tôi với? Tôi khát quá, sắp chết rồi. Hình như ở bên kia có tiếng ai đó. Nhanh kia, bên kia hình như có một bà lão đang kêu cứu. Nhanh lên đi, chúng ta mau qua đó xem. Cứu tôi với. Bà lão ơi, bà lão có sao không? Bà đói, khát quá các cháu ơi. Bà sắp chết vì khát rồi. Trời ơi, các bạn ơi, nhanh lên, các bạn mau lấy nước cho bà lão đi. Cảm ơn các cháu nha. À mà, bà lão tại sao bà lại ở nơi sa mạc hoang vu này? Bà đang vượt qua sa mạc. Nhà bà ở cách đây không có xa, nhưng năm nay hạn hán, cây cối không mọc nổi. Đàn cừu bên núi cũng chết hết vì không có cỏ để ăn và nước để uống. Ngay cả bà và cháu của bà cũng không có nước để uống. Không thể ở lại đó mà chờ chết.
nên bà đành phải bỏ nhà ra đi, dắt cái theo với đứa cháu. Nhưng mà đang đi trên sa mạc thì đột nhiên có một trận bão cát, nó cuốn cháu của bà đi rồi. Chắc cháu của bà nó bị chôn vùi trong cái sa mạc này rồi. Bà đi tìm nó cả ngày hôm nay mà không thấy đâu cả. Bà phải làm sao đây? Cháu của bà còn đang ở đâu? Tội nghiệp bà lão quá. Chúng cháu cũng không biết phải giúp bà như thế nào nữa. Vì sa mạc này quá rộng lớn, mà ở lại đây lâu thì không có tốt, vì chúng cháu không còn bao nhiêu đồ ăn và thức uống nữa. Đúng vậy đó. Hay là bà đi với chúng cháu đi, chứ ở lại đây thì bà sẽ không sống được đâu. Không, bà không đi đâu cả. Bà phải tìm cháu của bà. Cháu ơi, cháu đâu rồi? Các bạn ơi, chúng ta phải làm sao đây? Mình không nỡ để bà lão ở lại đây. Mình cũng vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bà ơi, cứu con! Cứu con đi bà ơi! Cứu con bà! Hả? Hình như mình mới nghe có tiếng trẻ em kêu cứu đó. Ừ, mình cũng nghe nè. Hả? Cháu ơi! Cháu ở đâu? Cháu của bà! Hình như tiếng kêu phát ra từ bên kia. Bà ơi, cứu con! Bà ơi! Cứu con! Cháu ơi! Nhanh lên, nhanh lên! Các cháu mà ngoài đó cứu con bé, chắc nó đang bị chôn vùi. Cứu! Các bạn ơi, mình và Ichigo sẽ qua bên kia để cứu em ấy. Các bạn ở lại đây chăm sóc cho bà lão và giữ đồ nha. Ừ, nhanh lên đi. Không biết em ấy có sao không? Mình lo quá. Không biết hai bạn ấy có cứu được em ấy không nữa. Chắc là không rồi. Cát dày lắm. Làm sao hai người có thể đào lên nổi để cứu cháu của bà chứ? Bà muốn quay giúp mà không còn sức lực nữa rồi. Chắc cháu của bà sẽ chết mất. Cloud ơi, Win ơi, bạn, hai bạn hãy qua giúp Ascendi vị Chigo để tìm em bé đi, để mình chăm sóc cho bà lão. Các bạn đi nhanh lên đi. Vậy bạn ở lại đây cẩn thận nha. Mình nghe Ascendi nói là ở sa mạc này thường có cướp đó. Chúng hay cướp đồ của người đi đường lắm. Ừ, bạn ở lại đây giữ nước uống và thức ăn cho cẩn thận nha. Ừ, mình nhớ rồi. Hai bạn đừng có lo mà. Vậy thì hai đứa mình đi đây. Bà lo quá cháu ơi. Bà đừng có lo mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bạn của cháu sẽ giải quyết được mà. Sao lâu quá mà bà không nghe có tiếng kêu cứu của cháu bà chứ. Không biết nó bị sao không nữa. Cháu ơi, cháu giúp bà có được không? Cháu phải giúp bà bằng cách nào? Cháu qua giúp các bạn ấy đi. Thêm càng nhiều người thì càng tốt mà. Không được đâu. Cháu phải ở lại đây với bà. Mà cháu còn canh giữ túi thức ăn và nước uống nữa. Để bà canh cho. Bà lớn tuổi rồi, để con canh cho. Bà sống ở sa mạc từ nhỏ đến lớn. Canh cái túi thức ăn này thì chỉ là chuyện nhỏ thôi. Còn mau đi vào giúp các bạn ấy đi. Bà van xin con đó. Bà đừng có van xin con mà. Con thấy có lỗi lắm. Thôi được rồi, để con đi. Đi đi đi, đi nhanh đi con. Bọn nó thật là quá nhẹ dạ mà. Để coi, ta sẽ lấy túi đồ ăn và nước uống. Để coi bọn nó sống được hay không. Nếu không có nước uống. Cứu tay với, cứu tay với. Bà ơi cứu con, bà ơi cứu con. Em bé à, em ở đâu vậy? Em bé à. Cứu tay với, cứu tay với. Mình chỉ nghe tiếng kêu cứu mà chẳng thấy ai cả. Ừ,
không biết tiếng kêu phát ra từ đâu nữa. Các bạn ơi, các bạn tìm được chưa? Hả? Win, Cloud, sao hai bạn lại tới đây? Hãy trở lại chăm sóc bà lão và giữ đồ đi. Hai đứa mình đến đây để giúp một tay. Vậy thì May đâu? May ở lại với bà lão rồi. Hả? Tại sao hai bạn lại để May ở lại cơ chứ? May rất là nhẹ dạ. Chúng ta mau trở lại để coi May như thế nào rồi. Hả? May? May có sao không? Bạn ổn chứ? Mình ổn mà. Sao Asani lại hỏi như vậy? Mình lo cho bạn ở một mình bị cướp đó mà. Cướp? Trời ơi, đồ ăn thức uống của bọn mình. Bọn mình bị mắc bẫy rồi. Hả? Hả? Ý của bạn là... Mau mau đi, rồi mình sẽ giải thích cho các bạn. Trời ơi, đồ ăn của bọn mình đã mất hết rồi. Còn bà lão ấy đi đâu rồi? Thấy chưa? Mình nói là bọn mình đã mất bẫy rồi mà. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Bà lão ấy là một tên cướp. Bà ta dụ dỗ chúng ta đến nơi khác để lấy đồ. Trời ơi, đúng vậy rồi. Hèn chi tụi mình nghe có tiếng kêu cứu của đứa bé mà không thấy ai cả. Vậy là bọn mình đã bị mắc bẫy rồi. Trời ơi, không có đồ ăn thì làm sao mà tụi mình có thể thoát khỏi chỗ này đây? Tại sao bà lão ấy lại làm vậy với chúng ta kia chứ? Tại sao bà ta lại lừa gạt chúng ta? Từ đó tới giờ, tất cả những vụ cướp đều là những tên cướp hung bạo. Chúng cướp của giết người, chứ không có như vụ này của chúng ta. Mình nghĩ đây không phải là một vụ cướp đơn giản. Asani nói đúng lắm. Trời ơi, các bạn ơi, mình nghĩ đó không phải là bà cụ và đứa bé, mà đó là con quỷ bóng tối. Rất có lý. Một lần nữa, nó lại ra tay thật là độc ác. Cướp hết đồ ăn thức uống của chúng ta, chẳng khác nào đưa chúng ta vào con đường chết. Mình xin lỗi các bạn. Lỗi là tại mình. Mình không nên cả tin như vậy. Giờ thì làm hại các bạn rồi. Không đâu, đây không phải là lỗi của May. Bạn chỉ muốn giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn thôi. Mà tụi mình không có trách bạn đâu. Đúng vậy đó. Chúng ta còn sống là vui lắm rồi. Giờ quan trọng nhất là phải đi ra sa mạc này càng nhanh càng tốt, trước khi chúng ta bị chết khát. Nhưng đường thì còn xa lắm, thì làm sao chúng ta có thể đi nổi chứ? Phải làm sao bây giờ? Mình biết một con đường khác. Con đường này ngắn hơn, nên chắc là chúng ta có thể thoát ra sa mạc trước khi chúng ta chết khát. Trời ơi, vậy sao bạn không chỉ cho mọi người đi con đường đó từ đầu cơ chứ? Tại vì tuy đó là một con đường ngắn hơn, nhưng lại rất là nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào? Con đường này bao quanh những khe núi chập trùng và rất là hẹp. Đây là nơi ẩn nấp lý tưởng của bọn cướp. Nếu chúng ta không bị cướp thì cũng bị rắn hay là bò cạp giết chết. Trời ơi, ghê quá! Mình không đi đâu! Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu vậy thì chúng ta cứ tiếp tục đi con đường sa mạc này đi. Khi gặp những cây xương rồng thì chúng ta cũng có thể dùng nó để làm thức ăn và nước uống mà. Hả? Ăn xương rồng? Xương rồng thì làm sao mà ăn được cơ chứ? Có thể là các bạn chưa ăn, nhưng mà mình đã ăn rồi. Mình đã từng ăn salad và uống nước xương rồng rồi đó. Lúc ở Mỹ, mình có quen với một người bạn Latin. Trong văn hóa ẩm thực của người Latin, có sử dụng món xương rồng làm rất là nhiều món ngon. Ví dụ như là salad nè, bánh tortilla, vân vân. Rất là ngon và bổ dưỡng nữa. Đúng vậy đó, mình cũng ăn rồi, rất là ngon. Hay quá, mình thật sự không muốn ăn xương rồng, nhưng đây là cách duy nhất. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi thôi. Các bạn ơi, chúng ta đến Đại Nam rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến vùng nông thôn và tìm cái tán cây bí ẩn đó. Các em ơi, cuối cùng thì các bạn của chúng ta đã về đến nước Đại Nam rồi. Và bây giờ các bạn ấy
sẽ đi về thời tương lai của chúng ta đó. Các em nhớ đón xem tập tiếp theo của bộ phim hoạt hình Cô bé bán slime vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần nha, để xem các bạn ấy có đến được với thời của chúng ta hay không nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các em, yêu các em rất là nhiều. Bye bye.